À, xin chào tất cả các anh chị đến với website công thức pha chế.com và xin giới thiệu anh chị, mình là Kenvin Ba. Hiện tại mình đang chia sẻ mỗi tuần mỗi công thức pha chế tại website công thức pha chế.com. Hiện tại mình cũng đang điều hành Vin Ba, và trong hơn 9 năm qua khi trực tiếp điều hành cho mình cái thương hiệu trà sữa tứ quý, uống là ghiền, khác có liền, cũng như là tương tác và làm việc với hơn 7.000 khách hàng của Vin Ba, thì ngày hôm nay mình dựng lên website công thức pha chế.com này với việc là chia sẻ với các anh chị và các bạn mỗi tuần mỗi công thức pha chế chuẩn vị đang được các cái quán đang được các cái thành viên hơn 7.000 thành viên của Vinba đã ứng dụng và đã tạo nên các cái doanh thu mỗi ngày cho quán. Đồng thời đây là những cái công thức mà trước đây mình đã sử dụng cho cái quán trà sữa tứ quý của mình, uống là ghiền, khác có liền. Và trong cái nội dung sắp tới bạn sẽ nhận được đấy là đầu tiên là các cái chuyên đề về trà sữa, về ví dụ như là trà sữa matcha, trà sữa khoai môn, những cái chuyên đề về trà sữa, rất nhiều các công thức trà sữa như thế. Tiếp theo là anh chị sẽ nhận được về cái chuyên đề về trà trái cây nhiệt đới, thì ở đó có các công thức như là trà đào cam sả, các công thức về trái cây nhiệt đới hot nhất hiện nay. Tiếp theo là các cái chuyên đề về các công thức về chuyên đề là trà hoa giải nhiệt, ví dụ như là trà hoa đậu biếc, trà hoa atiso. Đấy. Chuyên đề thứ tư là về các cái thức uống nước ép trái cây, thì đây là ví dụ như nước ép đào, táo, dâu, rất nhiều các thức uống nước ép trái cây có cái hàm lượng dinh dưỡng rõ ràng. Tiếp theo là anh chị sẽ nhận được về các chuyên đề về các loại hồng trà và lục trà hiện nay. Và điều quan trọng nhất đó là các cái công thức về 59 các loại topping hot nhất trên thị trường hiện nay. Ví dụ như là topping các loại pudding, các cái loại trà sữa về là thạch trái cây hay gồm 20 vị, thạch rau câu cũng gồm 20 vị. Thì và chưa dừng lại đó thì anh chị sẽ nhận được các công thức về kem chi, công thức kem mặn, công thức macchiato. Và trong các cái công thức thì anh chị sẽ biết được các cái thành phần để làm nên công thức này, các cái nguyên liệu để làm nên công thức này và các bước chi tiết từng bước một để anh chị có thể thực hiện được các công thức này một cách hiệu quả nhất. Và làm thế nào để anh chị có thể nhận được công thức này thì hãy click vào nút bên dưới, hãy click vào nút bên dưới và để lại họ tên của anh chị cũng như là email, thì mỗi tuần mình sẽ và Vinba sẽ tổng hợp và các công thức đang hot nhất, đang chuẩn nhất và đang được nhiều các quán áp dụng nhất, đang giúp cho quán tạo ra nhiều doanh thu nhất để gửi cho anh chị qua email. Và để nhận ngay công thức đầu tiên thì anh chị hãy vui lòng click vào nút bên dưới và để lại thông tin họ tên và email của anh chị, thì mình gửi cho anh chị ngay công thức đầu tiên và hãy trải nghiệm và ứng dụng cái công thức vào trong quán của mình, và chúc cho quán của anh chị công thức ngày càng chuẩn vị và quán ngày càng đông khách. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong công thức pha chế.